Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì chiều nay thì cậu Năm tiếp tục có quà của chị Nga cả nhà. Chị Nga này thì chị Nga gửi tặng một cái tấm bạc là để che khi cúng cơm cho cậu Năm đó cả nhà. Cái tấm bạc rất là to luôn. Dạ rồi, thay vì mình che dù mà không che dù, giờ một bốn người bốn góc đứng che. Bốn người chị. Nói gì ghê vậy chị. Xong rất cảm ơn cái tấm lòng của chị Nga nha. Chị gửi với là chị gửi một dĩa trái cây cúng cho cậu Năm. Thì chị Nga ở chợ Chiều Củ Chi, chị gửi một cái tấm bạc để mà che căng che khi mà cúng cơm cho cậu Năm đó cả nhà. Với lại gửi một dĩa chôm chôm cúng cho cậu Năm. Thì bữa trước là chị cũng có gửi tặng cho cô Thanh Kim Huệ một cái đồ để đựng nhang đó cả nhà, cho trời mưa không có ướt á, cái đồ có nắp tẩy á. Vì anh giàu đang thắp hương để đại diện chị Nga để cúng cho cậu cả nhà. Dạ à, nghe điện thoại anh thắp hương cho cậu tôi cũng được là chị. Dạ vái hả? Chị Nga ở chợ Chiều Củ Chi. Chị đang quay hả? Chị gửi một tấm bạc để che khi cúng cơm cho cậu với lại chị chôm chôm. Rất cảm ơn chị Nga luôn. Thì ở ngoài đây thì em phát hiện là có một cái anh này đang trồng lại những cái hoa dừa cạn đó nha. Thì cái clip dừa này là hôm trước là bị sâu nó ăn á. Nó ăn hôm trước em bắt á cả nhà. Em bắt mấy con sâu mập không à. Bữa nay anh này anh trồng lại nè. Anh trồng lại cây mới. Anh này anh Toàn hả? Anh Toàn ảnh đang trồng bông bông dừa cạn á nha. Ba của hang dưỡng mộ đẹp trai. Rồi. Trồng lên cái mấy cái bông mới nhìn nó tươi hẳn ra. Sách trái sầu riêng đêm ngọc nó chưa. Chưa gì nữa, vào chiều rồi chưa gì nữa, chưa. Sách rồi hả? Sách lâu chứ không ra lẽ. Ui da, chậu. Ai vậy? Ai vậy mèo? Em mất nói, em nói là nó bậy. Nói em lấy là em lấy nha. Tại bỏ ra làm biến vô đây thôi. Đâu phải có ông nội nó bỏ tiền ra nó cúng đâu mà phải lên hình là ông chửi nó nha. Hỏi ảnh chứ không nói là nhan sắc của người ta không có đem cái đồ giỡn được. Quay ông đi. Chúc em chị á, chị làm cái cáp này là bắt đầu coi chị có quyền. Cáp hả? À, lấy cái giá xúc lên ở nhà xong rồi mình sẽ đem cái đổ cái này xuống. Em đang đắm mà lên trăm mấy nè. Trăm mấy view à? Thường thường đăng qua mấy tiếng hộ đâu lên trăm mấy. Ừ. Ủa nó ma đâu có quay vậy. Ta có hẹn mà. Dạ hả? Tái nè. Hồi sáng đó mà sáng còn phải thấy trăm người theo mà đưa đám. Dạ hả? Ồ. Bây giờ lò thiêu phải không? Trông. Trông hả? Trồng lại mấy cái cây mới xanh tươi. Thì có lẽ là bây giờ em cũng xin phép là em vô em thắp hương cho cậu Năm xong rồi em về cả nhà ơi. Trời thì cũng đang nắng mà em không biết là khi nào cũng mưa đây nữa, em cũng sợ quá. Em đi lấy nhang em thắp cho cậu Năm. Có nhang không ta?
cô. Dạ. Dạ đây đó cũng được nữa cô. Dạ. Thì có mấy cô nhúng miếng sắt không? Cô ấy nó dễ cháy hơn không? Thôi được rồi. Dạ. Thì, mà có mấy cô này đến viếng cô Năm nè cả nhà. anh gì quên rồi, anh Toàn, trời nói quên tên hoài luôn. Anh Toàn ảnh đang trồng bông, lại bông ở trước mộ cậu cả nhà, trồng lại bông vừa cạn. Đây có mấy cô mấy giả đến viếng cậu. Nắng quá trời nắng này mà không biết là nghi trời, nhiều khi là không nắng lát xíu không mưa. Đây có hai cái anh này đang cũng đến thắp hương cho cậu nữa nha. Ảnh nhổ những cái bụi bông mà bị chết, cái nhà bị héo á, đến trồng cây mới nó đẹp mộ của cậu. Nắng quá nhà ơi, nắng cháy da luôn, sáng thì mưa giờ thì nắng. Thì mấy cô kia thì đi về, còn mấy anh này muốn viếng cậu. Thì thôi em xin phép tạm dừng video, hẹn gặp lại cả nhà mình trong video sau nha. Chào tạm biệt, bye bye.